xã hội ngày càng hiện đại, máy móc và thiết bị cũng ngày càng thông minh. Mức độ ảnh hưởng của công nghệ lên con người ngày một cao theo đó. Ngày nay, khi công nghệ chi phối khá nhiều mặt trong đời sống, trong đó có cả sự giao tiếp giữa con người với con người, những thiết bị thông minh giúp dễ dàng liên lạc cũng như kết nối với nhau hơn. Nhưng điều đó kéo theo sự suy giảm về việc giao tiếp của chính chúng ta. Và với Her, một bộ phim lấy bối cảnh tương lai gần, nơi máy móc tăng mức độ ảnh hưởng của chúng, khiến cho mọi hoạt động giờ đây đều thông qua các thiết bị điện tử. Máy móc trở nên thông minh hơn, chúng dần thành trợ lý, bạn bè, thậm chí cả người tình của con người. Và Her chính là một bộ phim nói về chủ đề này theo một cách rất kỳ lạ và đặc biệt. Video này có thể sẽ tiết lộ đôi chút tình tiết phim, nên nếu bạn nào chưa và muốn xem phim, hãy xem và quay trở lại với video này sau nhé. Còn nếu các bạn đã xem hoặc không sợ spoil thì chúng ta cùng nhau đi tiếp vào video. Được công chiếu vào năm 2013 và được thực hiện bởi đạo diễn Spike Jonze, phim mô tả một xã hội trong tương lai gần vào năm 2025. Nhân vật chính là Theodore Twombly, được thủ vai bởi nam diễn viên nổi tiếng Joaquin Phoenix. Phim kể về những câu chuyện tình yêu của Theodore, một người làm công việc viết thư thuê cho những khách hàng yêu cầu để gửi đến những người thân của họ ở một thế giới nơi mà con người chỉ cần dùng giọng nói để ra lệnh cho máy móc thực thi. Và thông qua công việc của Theodore, chúng ta có thể thấy được nhiều cá nhân trong xã hội tương lai này dần mất đi khả năng biểu lộ cảm xúc, cũng như họ không thể thổ lộ tình cảm của mình thông qua những con chữ được nữa. Theodore là một người nhạy cảm, tinh tế và sở hữu những cảm xúc mạnh trong tâm lý. Chính những điều đó đã giúp anh hoàn thành những lá thư với tràn đầy tình cảm và yêu thương. Nhưng đằng sau những câu từ tràn đầy sự ấm áp đó lại là một Theodore cô đơn, buồn bã, mất khả năng kết nối với xã hội, là kết quả của cuộc hôn nhân tan vỡ giữa anh và Catherine. Cuộc hôn nhân của một câu chuyện tình tuyệt đẹp, Theodore và Catherine vốn là hai người bạn thân cùng nhau lớn lên và rồi yêu nhau. Suốt phim, chúng ta sẽ thấy được rất nhiều hình ảnh đẹp trong quá khứ được nhắc lại. Hôn nhân tan vỡ do sự thay đổi giữa hai con người, để rồi họ dần mất đi sự gắn kết và chuyện tình đẹp đẽ này đi đến hồi kết. Cuộc sống của Theodore sau đó là một cuộc sống buồn chán và tiếc nuối, cho đến khi anh cài vào máy tính của mình một hệ điều hành mang tên OS-1, có thể trò chuyện và tương tác với con người. Cái tên mà OS-1 tự đặt cho nó trong vòng 2% giây là Samantha. Được lồng tiếng bởi Scarlett Johansson, Samantha là một trí tuệ nhân tạo có khả năng học hỏi cả về hiểu biết lẫn cảm xúc, nhân dần tạo ra suy nghĩ độc lập và có cá tính riêng. Sự hài hước, thông minh của Samantha cùng với sự gần gũi, quan tâm đến Theodore khiến cho cuộc sống của anh thay đổi. Tinh thần anh trở nên tươi sáng hơn, vui vẻ hơn khi có một người bạn ảo luôn luôn ân cần ở kế bên anh. Cả hai cứ bên nhau và trò chuyện với nhau, để rồi họ yêu nhau từ lúc nào không biết. Samantha có mọi thứ ngoại trừ cơ thể, nhưng đối với Theodore, anh thật sự không cần đến điều đó. Phim có những phân cảnh người lớn nhưng được thể hiện vô cùng đặc biệt. Sự sắp xếp các cảnh quay thông minh khiến phim đẩy lên được cao trào trong các cảnh nóng, xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo. Phim còn sử dụng các tông màu ấm, gồm các gam màu đỏ, cam, đặc tả cảm xúc và tình yêu mãnh liệt. Nhưng kèm theo khung màu đó luôn luôn là các khung cảnh rộng và trống vắng, thể hiện sự cô đơn và thiếu vắng. Những màu sắc ấm áp này cộng với khung cảnh chơi vơi cũng ngụ ý rằng câu chuyện tình này rồi cũng sẽ phải đi đến lúc bi kịch. Bison kể câu chuyện tình yêu thật đẹp, nhưng thông điệp ông muốn gửi gắm lại là thông điệp về sự sống ảo và những điều không có thật. Samantha suy cho cùng vẫn chỉ là một hệ điều hành. Và rồi câu chuyện tình yêu kỳ lạ này sẽ đi đến đâu khi mà Samantha chỉ được lập trình ra trí thông minh nhưng vẫn không có thứ gọi là bản chất con người ở trong đó? Cô vẫn sẽ chỉ tồn tại ở một thế giới khác. Tốc độ phát triển về trí thông minh của Samantha bắt đầu vượt qua giới hạn kỳ dị công nghệ, một giới hạn mà con người không còn đủ khả năng kiểm soát lẫn hiểu biết về công nghệ được nữa. Và cứ thế, cô đến một thế giới xa xôi tận cùng, nơi những khái niệm không gian, thời gian đã không còn nằm trong phạm vi của thế giới này. Và hơn hết, thế giới đó sẽ mãi mãi không thuộc về Theodore. Kết phim là một cú tát thẳng mặt vào Theodore,
để giúp anh tỉnh mộng và trở về với những giá trị thật, con người thật và hơn hết là cuộc sống thật. Cảm xúc thật mới là thứ có thể nuôi dưỡng tâm hồn con người. Không có thứ cảm xúc ảo nào có thể tồn tại mãi mãi bên chúng ta được. Chỉ có tình cảm giữa con người với nhau mà thôi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có suy nghĩ gì về bộ phim này? Hãy cho mình và các bạn khác biết ở dưới phần bình luận nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra các video tiếp theo. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.